Thưa quý vị và các bạn, chùa Ô Chum Break Check tọa lạc tại ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quế là ngôi chùa Khmer duy nhất ở thị xã Nga Năm và được xây dựng từ cuối thế kỷ 18. Chùa là một trong những công trình kiến trúc tôn giáo thể hiện văn hóa của người Khmer Nam Bộ nói chung và Sóc Trăng nói riêng. Như thường lệ, không khí chuẩn bị cho lễ hội Ốc Bùm Bắp Đuôi Gà Ngò tỉnh Sóc Trăng năm 2023 ở chùa đang hết sức náo nhiệt. Đó là nhờ đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã không ngừng được nâng cao từ sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là cấp ủy chính quyền địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Từ khi xây dựng đến nay, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chùa là cái nôi nuôi dưỡng và sản sinh ra những chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng quê hương đất nước. Trong cuộc đấu tranh gian khổ ác liệt, sư sãi nhà chùa cùng với bà con Phật tử nơi đây đã đoàn kết một lòng, một dạ, theo Đảng, đùm bọc che chở nuôi quân, nuôi dấu những cán bộ hoạt động cách mạng và tham gia phong trào kháng chiến với ý chí dũng cảm kiên cường, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ. Dù kẻ thù luôn có âm mưu đàn áp phong trào cách mạng và đạn bom của chúng có tàn phá ngôi chùa, nhưng sư sãi và bà con Phật tử vẫn kiên trì bám trụ đấu tranh để bảo vệ phong sóc và ngôi chùa thương yêu của mình, quyết tâm tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc. Mình phải nói là họ rất là nhiệt tình. Bà con cô bác ta giàu nghèo thật. Nhưng mà cách mạng hoạt động trong cái vùng bí mật rất là khó khăn. Một lon gạo, một lít nước mắm, một trái cà, một trái ớt cũng là cái nghĩa tình của quân và dân và giúp cho cách mạng phải nói trong khó khăn vô cùng. Nhưng mà họ đó không có ngại cái sự hy sinh. Họ bất chấp hy sinh đó mà họ vì sự nghiệp cách mạng họ sẵn sàng hy sinh. Ý thức được giá trị lịch sử của ngôi chùa đã có công trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc để giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng đối với thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Để ghi nhận công lao của sư sãi nhà chùa và bà con bổn đạo, chùa Ô Chum đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2008. Là xã có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhiều nhất của thị xã Ngã Năm, chiếm gần 30% tổng hộ dân. Thời gian qua, Sóc Trăng đã có nhiều chính sách đầu tư phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, từ đó tạo bước phát triển đồng bộ về hạ tầng sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đồng bào đạt 58 triệu đồng một người một năm. Đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp, bà con càng thêm tin tưởng vào chính quyền địa phương, góp công góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Nói chung thì cái vấn đề phun sóc của mình nó bây giờ nó đổi thay dữ lắm. Đổi thay nghĩa là càng ngày càng đổi thay. Nhất là lúc mà kêu bằng nghĩa là xây dựng nông thôn mới đó, nó càng thay đổi nữa. Coi như là đường xá, coi như là bông hoa cây cảnh, nó có cái vẻ đẹp. Từ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tỷ lệ lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt hơn 98%, hơn 99,8% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, hộ nghèo của xã hiện giảm còn 4,5%. Ngoài ra, nhờ được hỗ trợ nhà ở, tiếp cận vốn vay cho chăn nuôi trồng trọt, chuyển đổi ngành nghề cũng giúp cho kinh tế của bà con từng bước nâng lên và xã đang hướng đến thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, triển khai các có hiệu quả cái chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, cũng như là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và chương trình dự án chính sách dân tộc có liên quan. Cũng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc. Đến với chùa Ô Chum Bridget những ngày này, mọi người sẽ cảm nhận được không khí vui tươi rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Ốc Bom Bóc Đuôi Gà Ngò năm 2023. Chùa có hai đội ghe nam và nữ tham gia thi đấu trong lễ hội Ốc Bom Bóc Đuôi Gà Ngò và cũng là đại diện duy nhất của thị xã Ngã Năm góp mặt trong lễ hội năm nay. Chính vì vậy, càng đến gần lễ hội, không khí tập dượt càng khẩn trương, nghiêm túc, nhất là các vận động viên của đội ghe nữ đương kim vô địch.
Cứ đúng 2 giờ chiều, các thành viên trong đội đều cố gắng làm xong việc nhà để đến tập luyện với quyết tâm giữ vững thành tích. Chị em chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian là buổi sáng cũng làm công việc nhà, rồi tranh thủ buổi trưa đưa rước con về cho ăn uống xong. Chị em chúng tôi cố gắng tới thời gian tập cũng tập trung tại chùa đầy đủ. Để không thua kém các chị nữ, đến với giải đấu năm nay, đội ghe nam của nhà chùa đã có những thay đổi về lực lượng. Với sự quay lại của những vận động viên có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là sự thay đổi về kỹ chiến thuật từ tăng cường rèn thể lực trên bờ đến những hồ dầm mãnh liệt dưới nước để cải thiện thành tích thi đấu của mình. Hôm nay đó mình tập thì mình nó có thời gian nó tập nó dài hơn. Rồi cái buổi tập mình lúc trước thì nó cũng là 4-5 hiệp, năm nay có thể kéo lên 6 hiệp, 5-6 hiệp để đảm bảo sức kéo dài cho vận động viên mình. Rồi năm nay cũng vận động viên cũ cũng nói chung là vận động anh em cũng ra rất là nhiều. Thì mỗi năm vận động viên mới nó hơi nhiều quá, cũng thi đấu nó không có đảm bảo đối với sâu dài lâu dài. Rồi năm nay cũng nhờ đi vận động viên cũ thì để tham gia giải cho nó cũng là tốt hơn như mọi năm xíu. Nhằm đảm bảo thi đấu tốt tại mùa giải năm nay, nhà chùa đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Việc tập hợp vận động viên tập luyện được tổ chức sớm hơn so với các năm trước. Với thời gian tập vừa kéo dài trên một tháng, đồng thời vận động đóng góp kinh phí và tiến hành sửa chữa sơn lại ghe ngò cho đội nam. Chuẩn bị tập luyện thì sớm hơn mỗi năm. Thì trong đó thì ban quản trị với chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến chùa. Hồi xưa cũng phối hợp với chính quyền địa phương với ban quản trị chùa để mình vận động cái vận động viên nam và nữ để mình tập luyện sớm chút để năm nay năm 2023 thì để hội ốc bốc đua ghe ngò thì có thể nói chung thì đội nữ của chùa ở chung thì hai cái vô địch cũng như là 2017 với 2022 thì 2022 thì đương kim vô địch thì trong đó thì sư cũng kêu gọi chị em để mình tập luyện sớm để mình giữ cái thành tích của mình. Trong đó thì ghe của nữ của mình, còn ghe của nam của mình đó, thì tập cũng một ngày cùng với đội nữ. Nhưng mà trong đó thì tập chắc gần một tháng rồi. Lễ hội ốc bong bóp đua ghe ngò hàng năm, các đội ghe của chùa đều được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thị xã Ngã Năm quan tâm hỗ trợ về tinh thần, chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường vận động kinh phí hỗ trợ nhà chùa tập luyện cũng như thi đấu. Hai đội đi tham gia thì kinh phí cũng rất là nhiều, thì một phần thì cũng được ủy ban dân thị xã rồi các phòng ngành của thị xã cũng tạo điều kiện hỗ trợ một phần, thì còn một phần thì ban quản trị, ban vận động kinh phí đó tiếp tục đi vận động kinh phí để đảm bảo số tiền để cho vận động viên tham gia lễ hội ong bóc năm nay. Với sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự chuẩn bị chu đáo hăng say tập luyện của các vận động viên, các đội ghe ngò của chùa Ô Chum đang hướng về lễ hội ốc bong bóp đua ghe ngò năm 2023 với sự tự tin và nỗ lực cao nhất. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục kỳ này đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.